đang xếp hàng. Và con nghe sư giảng rằng khi mất đi thì liền tái sinh nghe tức khắc. Vậy sư cho con hỏi, hiện tượng sau khi người đã mất có những loài bướm, chim sẻ đậu vào bàn thờ người đã mất. Người ta nói, người ta cho rằng đó là linh hồn người mất mượn xác những loài đó để về thăm nhà. Con muốn hỏi rằng hiện tượng như vậy là do người đã mất tái sinh làm những loài đó, hay tái sinh làm ngạ quỷ có khả năng mượn xác về thăm nhà? Vì theo kinh nghiệm con đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, kể cả trong gia đình con cũng có hiện tượng như vậy, nên con không nghĩ là trùng hợp. Sư Hoan Hỷ giải thích, giải đáp giúp cho con. Sư không biết là quý vị có chịu đi thống kê hay không. Thống kê là sao? Là mình chịu khó, mình ngồi, mình ngó cái bàn thờ á. Thì có những lúc nào mà có cái con ruồi, có những con chim, có những con bướm, nó bay vào nhà mà nó đậu lên bàn thờ. Rồi mình ra ngoài nghĩa trang á, mình ngồi đó mình đếm là có những con chim nào mà nó đậu trên những mộ bia. Thì đôi khi nó cũng có, đôi khi nó không có. Cũng có nhiều cái gia đình mà họ chết rồi thì đâu có con nào nó đậu đâu. Có những gia đình thì có thì nó đậu. Một số người họ giải thích là thì cái bàn mà thường là cái bàn, những cái bàn thờ á, cái ngày mà người ta mất là một nè, cái ngày mà đám giỗ đám quải là hai nè. Thường á bông á rất là nhiều, mà chim rồi bướm, thậm chí là ruồi. Ruồi thì nó không có nghe cái bông, nó nghe cái mùi đồ ăn cúng, nó bay tới, đơn giản vậy thôi. Và người ta thì thích tưởng tượng, thích liên tưởng rất là nhiều. Sư thì sư không thể nào sư khẳng định 100% được, tại vì biết đâu 1 tỷ trường hợp, 10 tỷ trường hợp, 1.000 tỷ trường hợp, 1 triệu tỷ trường hợp, thì có 1-2 trường hợp là cái người chết họ sanh làm ngạ quỷ, rồi họ mượn nhờ một cái con vật nào đó về thăm nhà. Thì có khả năng có, chứ không phải là mình nói tuyệt đối là không có được. Nhưng mà khả năng đó là nó hiếm, như sư nói đó. Biết đâu chừng trong 1 tỷ trường hợp, 10 tỷ trường hợp, 100 tỷ trường hợp, 1.000 tỷ trường hợp thì có một trường hợp như vậy. Cho nên là khẳng định tuyệt đối thì sư không dám khẳng định tuyệt đối. Nhưng mà mình cũng không có nên mà suy nghĩ quá nhiều, không có cần thiết. Việc mình cần làm là mình đi làm phước rồi hồi hướng cho người đã mất, thì điều đó là nó lợi lạc hơn. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.